Xin chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến với quý vị cùng các bạn về cái tuổi 1973, cái tuổi Quý Sửu, tang đầu mộc. Mình làm cái video này thì cũng bởi một bạn khán giả bạn yêu cầu. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ những cái đặc điểm tính cách chung, những cái ưu điểm nhược điểm dành cho cả nam lẫn nữ cái tuổi Quý Sửu 1973. Các bạn chú ý lắng nghe nhé. Quý Sửu 1973 là tang đầu mộc. Tuổi Sửu ấy thì nó tượng trưng cho sự thành công khi đã trải qua rất nhiều khó khăn vất vả. Đa phần ấy thì những cái người tuổi Sửu là những người đáng tin. Những cái người này ấy thì họ sống có nguyên tắc. Không những vậy ấy, thì họ còn là những cái người mà làm việc rất là cẩn thận. Và họ là những cái người mà làm việc không biết mệt mỏi là gì. Những cái người này thì biết lắng nghe ý kiến của người khác. Tuy nhiên, nếu mà muốn thay đổi cái quan điểm của họ ấy, thì là rất là khó khăn. Quý Sửu 1973 ấy, thì là những cái người mà che giấu cái tính bướng bỉnh khó chịu, không chịu khuất phục ai ấy, bởi những cái vẻ bề ngoài rất là đơn giản. Những cái người này thì cái sự thông minh của những cái người này thì nó ẩn dưới cái lớp vỏ bọc của cái sự mà trầm lắng. Nó ẩn ở trong những cái vẻ bề ngoài mà rất là trầm và rất là kiệm lời. Nói chung là về cơ bản ấy thì những cái người mà sinh năm Quý Sửu 1973 ấy thì là những cái người mà khá là hướng nội. Nhưng ấy cái lúc mà cần thiết ấy thì họ lại vô cùng là dũng cảm, vô cùng là oai hùng. Quý Sửu 1973 ấy thì những cái người này thì có cái lối suy nghĩ đơn giản rạch ròi. Những cái người này thì không rào trước đón sau. Đây là những cái người mà có thể là coi là những cái người mà là những người bạn đáng tin cậy. Bạn thì có thể là tâm sự hay là có thể nói với họ về những cái băn khoăn của mình. Những cái người này thì họ sẽ giải quyết vấn đề và họ sẽ nói chung là giải quyết vấn đề bằng một cách mà rất là đơn giản. Cái người mà sinh năm Quý Sửu ấy thì trước cái cung vận mà bị tước hết nguyên khí thì nên cái cuộc sống của những cái người này ấy, thì thường không gặp nhiều may mắn thuận lợi. Những cái người này thì thường khó là hóa giải hung vận so với cái người mà cũng là tang đổ mộc nhưng mà tuổi Nhâm Tý. Quý Sửu 1973 tang đổ mộc ấy thì là cái người mà không đủ quyết đoán mạnh mẽ, không đủ mưu trí. Nói chung là chính vì những cái điều này ấy, thì họ ấy khó nắm giữ được những cái vị trí lãnh đạo. Những cái người này thì họ là những cái người quy củ, là những cái người ổn định, là những cái người mà cứ cứ theo những cái mô hình mình đặt ra ấy. Nếu mà cứ làm theo những cái mô hình mà mình đặt ra ấy, thì họ sẽ là người thành công, thì họ sẽ đạt được thành tựu. Nếu mệnh tốt ấy thì có thể điều khiển những cái công việc mang tính xã hội, những cái công việc mang cái tính chất như 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 là y tế này, như là giáo dục này, như làm về lương y này, đấy, hay là làm về nghiên cứu vân vân. Cái tuổi này thì không đi đường tắt, cái tuổi này thì không làm những chuyện gian dối, không tiểu xảo. Nhưng mà nếu mà trừ những cái người mà tuổi Sửu mà lại sinh vào cái giờ Sửu nhá, cái giờ Sửu là cái giờ mà từ 1 giờ cho đến 3 giờ sáng ấy. Trừ những cái người đấy ra ấy, thì những cái người này ấy, nếu mà sinh vào ngay cái giờ Sửu, người ta gọi là thân cư Sửu. Người ta gọi nếu mà sinh vào cái giờ Sửu, người ta gọi là thân cư Phúc, thì những cái người này thì lại là những cái người mà tính toán, là những cái người mà mưu mô, là những cái người rất tính toán đấy. Quý Sửu ấy
thì khéo léo mềm dẻo hơn so với những cái người mà thuộc mệnh mộc khác. Họ ấy thì là những cái người mà uyển chuyển, họ là những cái người mà có cái kỹ năng giao tiếp. Những cái người này thì thường nhận được nhiều những cái thiện cảm từ mọi người xung quanh. Quý Sửu 1973 thì là cái người mà chịu khó học hỏi, chứ không giống như những cái người mà như người ta thường gọi là kiểu như là đàn gầy tay trâu ấy. Họ là những cái người mà chịu khó học hỏi. Mộc ấy thì là biểu trưng cho cái sự nhân từ. Nó biểu trưng cho cái sự mà nhã nhặn và rộng lượng. Chính vì thế nên luôn được mọi người yêu quý về cái nhân cách. Và người Quý Sửu ấy mà làm trong những cái vấn đề mà nghệ thuật thì chắc chắn là sẽ thành công. Tuy nhiên ấy, thì những người mà thuộc cái cung mệnh này ấy, thì cũng là những cái người mà dễ bị động. Những cái người này thì hay bị kéo vào những cái cuộc tranh luận, nên ấy, dễ gặp nhiều rắc rối. Tang đổ mộc thì là cây gỗ dâu, gỗ của cây dâu ấy, thì người ta cho rằng là cái cây dâu ấy thì từ cái lá dâu cho đến cành dâu cho đến quả dâu ấy, thì đều được sử dụng cho nhiều mục đích, đều được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Chính vì thế nên cái mệnh tang đổ mộc ấy thì dễ rơi vào những cái hoàn cảnh mà bị người khác cướp công, hay là ấy, bị người khác lợi dụng về những cái mối quan hệ, như kiểu mối quan hệ kiểu là họ hàng các thứ. Quý Sửu 1973 tang đổ mộc ấy, thì cái tuổi này ấy, thì cần có một người đi cùng, cần có một người đi cùng để mà hướng dẫn, để mà dẫn dắt, để mà chỉ đường. Nếu mà họ mà có được một cái người đi cùng mà dẫn đường chỉ lối đấy, thì họ sẽ là người thành công. Bởi vì sao? Bởi vì tang đổ mộc ấy, thì là cái người mà hay hy sinh cho người khác, hay chịu thiệt thòi về mình. Cái bản chất của cái người tuổi Sửu thì là khá là bất khuất, cũng khá là bướng bỉnh, làm việc không linh hoạt, thậm chí là hơi ỷ lại. Thế nên ý, Quý Sửu thì cần có một cái người mà khôn khéo, cần một có một cái người mà để mà chỉ dẫn, để mà giúp họ, để mà từ đó họ có thể là gặp nhiều thuận lợi hơn trong công việc. Về cái mặt tình cảm ý, thì Quý Sửu ý, thường sẽ thể hiện bằng những cái hành động nhiều hơn là bằng những cái lời nói. Những cái người này thì họ không màu mè, không khoa trương thanh thế. Khi làm ý, thì những cái người này thì sẽ rất là chân thành. Quý Sửu ý, thì là cái người mà quy củ sạch sẽ, là cái người ngăn nắp, là cái người mà không hề chi tiêu lãng phí. Nói chung là hôn nhân với cái người mà Quý Sửu ý thì sẽ không có nhiều màu sắc lắm, nhưng mà họ ấy thì sẽ là những cái người mà yêu thương, là những cái người mà bao bọc cái tổ ấm gia đình của mình rất là tốt. Cái khuyết điểm của Quý Sửu ý thì sẽ được bộc lộ trong cái thời gian mà tiếp xúc dài dài ấy. Nghĩa là cái sự lì lợ và ương ngạnh ý, không chịu thua của họ ấy, thì sẽ khiến cho những cái người khác, khiến cho bạn đau đầu. Họ ấy thì không thích nợ nần. Những cái người này thì luôn đau đáu về những cái khoản nợ. Trâu là cái loài động vật mà có cái khả năng mà nhẫn nại phi thường. Nhưng mà nếu mà nó mà nổi giận ấy thì cũng sẽ rất là nguy hiểm, sẽ cực kỳ là nguy hiểm. Thế nên ấy, bạn ấy nên tránh đối đầu với những cái người mà tuổi Sửu ra. Tránh đối đầu với những cái người tuổi này khi mà người ta đang giận dữ. Cái bản thân Quý Sửu ấy thì là cái người mạnh mẽ. Thế nên ấy, họ rất ghét những cái người mà yếu đuối, những cái kiểu người mà kiểu cứ tỏ ra nhõng nhẽo, nũng nịu. Bởi vì họ là người mạnh mẽ. Cái người mà thuộc cái cung tang đổ mộc, thuộc cái tuổi Quý Sửu ý, thì phù hợp với những cái người mà như những cái người Kỷ Tỵ này, Kỷ Hợi, Mậu Thìn, hay là Nhâm Tý, hay là Canh Thân. Hợp với những cái người Mậu Tuất này, hay là Tân Dậu, hoặc là với những cái người mà đồng tuổi Quý Sửu với Quý Sửu. Đó, vừa rồi là một vài những cái đặc điểm tính cách, những cái ưu điểm, nhược điểm, những cái nét tính cách đặc trưng dành cho những cái người mà tuổi Quý Sửu 1973, dành cho cả nam lẫn nữ. Thì video của mình hôm nay đến đây là kết thúc.
Cũng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thì cũng mong rằng là những cái người mà tuổi Quý Sửu thì cũng biết thêm được về bản thân, biết thêm những cái ưu điểm nhược điểm của mình để mà hoàn thiện bản thân hơn. Thì cũng mong quý vị và khán giả ấy thì cũng hiểu biết thêm về những cái người mà tuổi Quý Sửu 1973, biết họ thêm để mà có những cái cách mà ứng xử cho nó phù hợp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc cho quý vị và các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Nếu quý vị và các bạn thấy video này nó hay hay thì hãy tặng kênh một like. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh nhé. Thân ái, chào tạm biệt.